Nếu như mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp không phù hợp thì tiếp tục giận dữ, tiếp tục là bùng cháy, bởi vì khủng hoảng của các bạn chưa đi vào vấn đề trực tiếp mà các bạn lại toàn là làm những cái lơ vơ để đổ thêm dầu vào lửa đấy. Hoặc là nếu như quy mô công ty của bạn rất lớn, đúng không ạ, hoặc là doanh nghiệp và các tổ chức của bạn có chuyên nghiệp, đúng không ạ, thì các bạn nên có người đại diện phát ngôn. Cái này là một cái rất là hay nhá. Vâng, sẽ nên có một người để đại diện phát ngôn. Ví dụ như là Bộ Ngoại giao Việt Nam là sẽ có người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, đúng không ạ, người phát ngôn của Bộ Thông tin Truyền thông, ví dụ thế. Hay là người phát ngôn của tập đoàn X, người phát ngôn của công ty Y. Các bạn nhớ rằng là theo cái tư duy thông thường thì các bạn hay đưa CEO lên này, hay là hay đưa những người có vị trí cấp cao trong công ty đưa ra phát biểu. Nhưng hãy nhớ rằng là những người này đôi khi họ không phải là những người tốt nhất cho cái việc là xử lý trước đám đông, bởi vì họ không biết cách sử dụng ngôn từ làm sao cho nó hợp lý. Tôi không nói về trình độ, bởi vì họ đã là CEO, họ đã là những cái vị trí cấp cao rồi. Tôi nói là cái cách mà họ sử dụng ngôn từ, cái cách mà họ phản ứng trước đám đông. Bởi vì đám đông họ nhìn vào cử chỉ, họ nhìn vào thái độ, họ nhìn vào ngôn từ, họ lắng nghe, đúng không ạ? Vậy thì nếu như các bạn có một cái chuyên gia bậc thầy về lĩnh vực đó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ giải quyết được rất nhiều. Bởi vì các bạn có người phát ngôn hoặc là chuyên gia về ngôn ngữ, chuyên gia về truyền thông, họ có thể là sẽ thích ứng với cái phản ứng của cộng đồng mạng rất là dễ, đúng không ạ? Họ sử dụng ngôn ngữ rất là tinh tế thì chúng ta nên đặt niềm tin vào họ, chứ đừng làm theo thói quen là đưa một ông sếp lên, đúng không ạ? Và đấy, các bạn nhớ đấy, tôi lại quay lại với một câu chuyện là một cái hãng truyền hình cáp, đúng không ạ, dính vào một cái bê bối là tự ý thay đổi một số kênh và khách hàng người ta phản ứng. Sau đó thì ông sếp này lên trên báo chí, đúng không ạ, trả lời là chúng tôi thế này, chúng tôi thế kia, nếu mà các bạn không thích thì các bạn đi sử dụng dịch vụ của bên khác, đầy bên còn tốt hơn. Đại ý là như thế, còn ngôn từ thì người ta sử dụng nó khác, đúng không ạ? Tôi chỉ muốn nói là tóm tắt đại ý. Thế thì các bạn thấy không, đấy là một cái cách xử lý, đấy là một cái cách mà đưa ra thông tin nó cực kỳ thiếu khôn ngoan. Nhưng nếu một người mà có kinh nghiệm về truyền thông, họ sẽ không bao giờ trả lời như vậy, đúng không ạ? Họ sẽ chọn những ngôn từ, thậm chí vẫn là sếp nói, nhưng mà tất cả những ngôn từ mà được viết ra thì phải được viết bởi một cái chuyên gia về ngôn từ, ngôn ngữ, xử lý khủng hoảng truyền thông hoặc báo chí. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng ngôn từ nó vô cùng quan trọng, bởi vì nó thể hiện thái độ, thể hiện cái sự khiêm nhường của chúng ta trong vụ việc, được chưa ạ? Vâng, tiếp tục là chúng ta cũng sẽ cần phải điều chỉnh kế hoạch cho nó theo sát thực tế, chứ không phải lập ra một kế hoạch cái là như thế như ngay đâu, đúng không ạ? Chúng ta hãy nhớ là nếu thì yes or no, or yes or no, tức là chúng ta liên tục có thể phải thay đổi để sao cho nó phù hợp với thị trường, đúng không ạ? Chúng ta lắng nghe, được chưa ạ, và ghi nhận những cái phản ứng của công chúng, và nếu như mà cái phản ứng nó tốt, đúng không ạ, nó lắng xuống thì chúng ta đang làm đúng, mà nó lại bùng phát lên tức là chúng ta đang làm sai, chúng ta phải sửa lại. Đó, chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải bám sát, thậm chí chúng ta phải chat chít với họ, chúng ta phải gọi điện cho họ, chúng ta phải gặp họ để xem là cái mấu chốt ở đâu để chúng ta tháo gỡ, được chưa? Ok, chủ động phản ứng trước tin đồn thất thiệt trong một cái video khác tôi đã dạy rồi. Quy trình tiếp theo, một cái bước tiếp theo chúng ta cũng có thể quan tâm được một cái nghiệp vụ, đó là chúng ta sẽ nên thiết lập một cái vành đai để chúng ta bảo vệ cho sự kiện của chúng ta, được chưa? Nếu như là sự kiện khủng hoảng, đúng không ạ, không may rằng mà liên quan đến xung đột, thiên tai, hay là phòng cháy, hay là cháy rừng, hay là liên quan đến việc cứu hộ, vân vân, rất nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập một cái vành đai bảo vệ, giống như vụ việc ở Thái Lan vừa rồi, đúng không ạ? Có một cái đội bóng nhí đi vào hang tham quan và bị kẹt trong những 12 ngày. Thì các bạn biết là rằng cái riêng cái vụ việc đấy cũng tiêu tốn rất nhiều tiền, rất nhiều công sức, hàng nghìn người đã phải ở đó, đúng không ạ? Vâng, tất nhiên tôi không nói về góc độ tiền bạc, bởi vì sinh mạng con người là quan trọng nhất. Nhưng các bạn thấy không ạ? Họ làm rất chuyên nghiệp, họ có cả bộ phận truyền thông, có cả bộ phận báo chí để đưa tin cho khắp thế giới rằng chúng tôi đang làm thế này, chúng tôi đang làm thế kia, để nó không xảy ra cái khủng hoảng. Nếu không, chính phủ sẽ bị chỉ trích vô cùng nặng nề. Đấy, cái khái niệm thiết lập vành đai bảo vệ nó là như vậy, đúng không ạ?